phát tài nhờ mua bình sứ thời Càn Long giá 1 bảng Anh. Sau phiên đấu giá, chủ cửa hàng thu về 484.000 bảng Anh, hơn 14 tỷ đồng khi biết nó từng thuộc về Hoàng đế Càn Long. Cụ thể hơn, chiếc bình của Hoàng đế Càn Long được trưng bày tại một cửa hàng từ thiện ở Hertfordshire, Anh. Theo đó, người chủ cửa hàng này đã mua báu vật này với giá chỉ 1 bảng Anh rồi đăng lên trang mua sắm eBay để bán lại. Ban đầu, ông không nhận thức được tầm quan trọng của chiếc bình sứ cho đến khi có nhiều người đưa ra lời đề nghị để mua chiếc bình màu vàng thanh lịch này. Sau đó, ông gửi báu vật này đến chuyên gia tại nhà đấu giá mỹ thuật Sway. Lúc này, ông mới biết rằng chiếc bình được làm cho Hoàng đế Càn Long trị vì từ năm 1735 đến năm 1796. Chiếc bình cắm hoa thuộc dòng dõi hoàng tộc này đánh dấu bằng một biểu tượng mang ý nghĩa không phải để xuất khẩu mà là một trong những đồ vật của cung điện hoàng đế. Phần thân chiếc bình được khắc một bài thơ mang nghĩa dân hương và hai dấu ấn màu đỏ sắc có chữ Càn Long Chen Han, có nghĩa là dấu ấn riêng của Hoàng đế Càn Long. Chiếc bình có hình quả lê và được thiết kế để gắn vào tường. Với một mặt sao phẳng và hình hoa văn ở phía trước có màu vàng đặc biệt dành riêng cho Hoàng đế. Chiếc bình tạo ra một cuộc chiến đấu thầu. Với tư cách của người mua, Trung Quốc đã chốt phiên đấu giá thành công với 380.000 bảng Anh. Thêm vào đó là một khoản phí bổ sung, đưa con số tổng cộng bàn giao lên tới 484.800 bảng Anh, gấp 6 lần ước tính trước khi bán của nhà đấu giá là 80.000 bảng Anh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy để lại một like và một lượt đăng ký kênh để theo dõi những thông tin về cổ vật khắp nơi trên thế giới nhé.